Xin chào tất cả anh em Trail Audio trên toàn quốc, và đặc biệt là các bác đang sử dụng cũng như sở hữu những bộ dàn kệ, những bộ âm thanh high end đẳng cấp. Xin chào tất cả các bác chơi âm thanh, nhưng đặc biệt là em xin gửi cái sản phẩm này ở trong video ngày hôm nay thì em lại đặc biệt gửi tới những bác đang sử dụng những bộ thiết bị âm thanh high end. Thì ở trong video này thì đây sẽ là một trong những cái sản phẩm thực sự là đẳng cấp và phù hợp với những dàn, những bộ âm thanh high end của anh em. Để thứ nhất là với cái phong cách là làm theo hệ số tiêu chuẩn của kệ high end quốc tế. Thứ hai là có cái trọng lượng cực kỳ là nặng, có độ chống rung cực kỳ là tốt, để coi như là phù hợp với các cái sản phẩm cũng như là các cái thiết bị nghe của anh em, với một cái thiết kế rất là thông thoáng và có cái độ mềm mại cũng như là vững chãi, được thiết kế theo phiên bản là trụ chân tròn. Và ở đây thì em lại đặc biệt là làm những tấm kệ từ chất liệu gỗ gõ đỏ liền khối liền tấm anh em nhé, liền khối này rất là đẹp, và được sơn phủ những cái kỹ thuật gia công, cái độ chuẩn xác rất là cao và những cái kỹ thuật rất là tinh tế, thì nó nằm trọn ở trong cái bộ sản phẩm mà anh em đang ngắm nhìn đây. Và tất nhiên là cái kích thước của nó thì nó là kích thước tiêu chuẩn rồi. Đấy, thế nên là các bác cứ yên tâm là hàng là rất là ok, rất là chuẩn chỉ luôn các bác nhé. Và đặc biệt là với những cái kỹ thuật của nghề nghiệp thì em đã xử lý thiết kế đảm bảo là chống mo chống vênh tuyệt đối các bác nhé. Em dám dùng câu tuyệt đối thì em đã cố gắng nghiên cứu, và với cái tính chất của gỗ, tính chất ổn định của gỗ cũng như là cái kỹ thuật mà của nghề nghiệp, em dám khẳng định là em đã xử lý chống mo chống vênh tuyệt đối. Và theo cái tính chất của gỗ là một cái dòng gỗ chất lượng cao và độ im của gỗ rất là tốt. Và ở trong cái bộ sản phẩm này thì với cái mặt của nó, cái thiết bị mặt của nó thì em đã sơn cho nó một cái màu, đây nó là bản chất nó là một cái màu tự nhiên, nhưng mà em chỉ điểm thêm một chút thôi nha các bác nhé. Đấy, thì tạo ra một cái gam màu cực kỳ đẹp, cực kỳ là nhã nhặn, phù hợp với thiết bị. Còn những cái bộ chân của nó thì em lại cho một cái gam màu nó đậm hơn chút, để nó phân cách, phân biệt ra, tạo ra cái điểm nhấn cho bộ kệ rất là đẹp. Đó. Thì qua cái video ngắn này thì em muốn gửi tới tất cả các bác chơi âm thanh, và đặc biệt là những các bác đang sở hữu những bộ thiết bị âm thanh high end. Thì các bác muốn sở hữu những cái bộ kệ nó phù hợp với thiết bị của mình thì liên hệ trực tiếp với em Lợi qua số điện thoại 0978 617 323. Em sẽ tư vấn cũng như bảng giá trực tiếp cho các bác qua số điện thoại này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.